Ở cái video này thì anh sẽ tiếp tục với cái chủ đề là tiêu chuẩn kiểm soát glucose máu theo ADA 2015. Thì đây là cái bảng mà anh đã copy từ cái tài liệu của ADA 2015. Thì có một cái vấn đề mà mẹ em cần quan tâm tới vấn đề về cái kiểm soát glucose máu của bệnh nhân. Đó là một cái chương trình kiểm soát mà ADA gọi là SMBG, tức là Self Monitoring of blood glucose. Self monitoring có nghĩa là hai cái xét nghiệm đó là glucose thì bệnh nhân tự làm ở nhà, và họ sẽ tự theo dõi về cái đường máu của mình, sau đó có thể báo lại cho bác sĩ. Chứ không phải là những cái xét nghiệm này, hai cái xét nghiệm ở số 2, số 3 này là bệnh nhân phải vào bệnh viện để làm, họ tự làm ở nhà. Và chính vì họ tự làm ở nhà cho nên họ sẽ phải làm chính vì họ làm ở nhà cho nên họ phải làm glucose máu mạch, chứ họ không thể làm glucose huyết tương tĩnh mạch được nha. Như vậy, nếu nói về tiêu chuẩn chẩn đoán thì ADA nói rất là rõ, đó là chúng ta sẽ phải làm glucose huyết tương tĩnh mạch nha, huyết tương tĩnh mạch. Nhưng mà đối với cái tiêu chuẩn kiểm soát glucose kiểm soát thì chỉ cần làm glucose máu mạch nha, và cái này là bệnh nhân tự làm, em hiểu không? Bệnh nhân tự làm ở nhà. Rồi mẹ em sẽ nhìn vào cái tiêu chuẩn kiểm soát của glucose trong của ADA. Chúng ta gồm có 3 tiêu chuẩn như ở đây và một cái đoạn rất là dài ở dưới này, anh sẽ giải thích cho mẹ em. Thứ nhất đó là HbA1c, thì cái con số nhỏ hơn 7.0% này thì cái con số này nó không khác so với cả cái tài liệu những năm trước đó nha. Thứ hai đó là glucose huyết tương máu mạch trước ăn. Như vậy chữ prandial này trước ăn mà em không được nhầm lẫn với fasting, tức là đói. Glucose máu mạch trước ăn khác với glucose máu đói. Glucose máu đói là glucose máu mà bệnh nhân 8 giờ trước đó không dung nạp calo, còn glucose máu mạch trước ăn thì chỉ là đơn thuần là trước mỗi bữa ăn của bệnh nhân thôi, có thể là trước ăn trưa, trước ăn sáng, trước ăn tối vân vân nha. Hai cái này hoàn toàn khác nhau mà em không được nhầm lẫn. Nhiều em nhầm lẫn là cái glucose máu mạch trước ăn, mà em trả lời là glucose huyết tương máu mạch lúc đói là sai chứ. Đây là glucose máu mạch trước ăn chứ không phải là glucose lúc đói. Lúc đói là chúng ta sử dụng để chẩn đoán, còn glucose máu mạch trước ăn là chúng ta để theo dõi nha, để theo dõi và kiểm soát nha. Và con số mà họ đưa ra ở đây là 80 cho tới 130, anh sẽ chui vào cái đấy. Như vậy nếu mà em có tham khảo cả cái tài liệu những cái năm trước đó của ADA thì mẹ em sẽ thấy ở đấy người ta đã con số này đã thay đổi. Con số trước mà ADA đưa ra đó là 130 mg trên decilit nha, tức là quy đổi sang đơn vị millimol trên lít sẽ là 3,9 cho tới 7,2 mmol trên lít. Và từ cái tài liệu năm 2015 trở đi, con số 70 này đã được nâng lên thành 80, tức là 4,4 mmol trên lít nha. Như vậy tiêu chuẩn kiểm soát glucose máu mạch trước ăn của một cái bệnh nhân bị đái tháo đường đó là từ 4,4 cho tới 7,2 chứ không phải là từ 3,9 cho tới 7,2 giống như những cái tài liệu trước đó nha. Cái này mà em chú ý nha. Và tiêu chuẩn số 3 đó là glucose huyết tương máu mạch sau ăn đạt đỉnh, tức là đỉnh sau ăn của cái glucose máu mạch á, thì thực ra thì bệnh nhân đâu có biết là lúc nào họ đạt đỉnh đâu, cho nên họ khuyến cáo là chúng ta đạt đỉnh là sau khoảng 1 đến 2 giờ sau khi bắt đầu ăn thế nha. Mẹ em phải nhấn mạnh cái này, không thôi cái này thường hay bị hỏi thí đó, sau khi bắt đầu ăn chứ không phải là sau khi ăn. Và glucose huyết tương máu mạch sau ăn là phải dưới 10. Con số này thì nó cũng giống như là cả cái tài liệu trước đó chưa. Rồi như vậy tiêu chuẩn của ADA nhé, 2015 chỉ có khác một cái đặc điểm này thôi, đó là glucose máu mạch trước ăn.
là từ 80 cho tới 130, chứ không phải là từ 70 cho tới 130 giống như những cái tài liệu trước đó nha. Như vậy rõ ràng thì cái tiêu chuẩn kiểm soát glucose máu của ADA nó không không nhìn thì có vẻ không phức tạp, nhưng mà để hiểu được cái ý nghĩa sâu xa bên dưới của nó thì đây là một vấn đề không hề đơn giản. Mục tiêu của anh trong cái video này đó là mẹ em phải hiểu được nha, hiểu được vì sao ADA đưa ra cái khuyến cáo như vậy, và mẹ em phải áp dụng được vào trong từng tình huống cụ thể, chứ không phải đơn thuần là mẹ em học thuộc cái con số của họ. Thì để nha, cho nên chúng ta có hai mục tiêu trong cái video này là như vậy. Để hiểu được thì đầu tiên mẹ em phải phải nắm cho anh một số cái kiến thức cơ bản. Thứ nhất là liên quan tới thứ nhất là liên quan tới tiêu chuẩn, thì liên quan tới một số các cái biến chứng của liên quan tới một số các cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường. Thì bệnh lý đái tháo đường các cái biến chứng thì người ta chia thành hai nhóm: biến chứng mạch máu nhỏ và biến chứng mạch máu lớn. Biến chứng mạch máu nhỏ là gồm có bệnh lý võng mạc đái tháo đường, bình thần đái tháo đường và bệnh lý thần kinh đái tháo đường. Còn biến chứng mạch máu lớn chủ yếu là các cái biến chứng liên quan tới xơ vữa động mạch, chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim và đột quỵ nha. Thứ hai đó là mẹ em nắm cho anh một vài cái nghiên cứu nền tảng để người ADA họ có thể đưa ra cái khuyến cáo về mức kiểm soát glucose máu của họ. Thì có một cái nghiên cứu lớn ở đây mà anh đưa ra cho mẹ em, đó là nghiên cứu DCCT và nghiên cứu EPIC. Đây là hai nghiên cứu đầu tiên được tiến hành vào năm 1993 trên đối tượng là bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 mà chẩn đoán. Còn cái nền tảng để người ta đưa ra khuyến cáo của đái tháo đường type 2 đó là cái nghiên cứu được tiến hành ở Anh, đó là nghiên cứu UKPDS. Đây là đái tháo đường type 2 mới chẩn đoán. Và nghiên cứu thứ ba đó là cả cái nghiên cứu mà để sử dụng cho những cái bệnh nhân mà đái tháo đường type 2 ở giai đoạn muộn. Như vậy rõ ràng là ADA chọn con số 7% là tại vì nghiên cứu cho thấy đó là nếu như chúng ta kiểm soát cái glucose máu dưới 7% thì có thể làm giảm được cả cái biến chứng mạch máu nhỏ nếu như chúng ta áp dụng sớm trong tiến triển của bệnh đối với cả đái tháo đường type 1 lẫn đái tháo đường type 2. Tuy nhiên nghiên cứu cũng cho thấy nếu chúng ta đưa HbA1c từ 7 xuống dưới 6% thì nó cũng giảm thêm nguy cơ về biến chứng mạch máu nhỏ. Tuy nhiên có một cái điều ngược lại, đó là gì? Đó là nó làm tăng nguy cơ hạ glucose máu, tăng nguy cơ hạ glucose máu. Vậy bây giờ anh sẽ đặt câu hỏi. Vậy bây giờ anh sẽ đặt câu hỏi. Nếu như anh hoàn toàn khống chế được cái yếu tố số 2 này, tức là sao? Tức là bệnh nhân mà anh đang điều trị đó là một người có trình độ dân trí cao, và hiểu biết về y tế, và họ hoàn toàn khống chế được, cái sự hạ glucose máu, hoàn toàn khống chế được cái sự hạ glucose máu. Ý anh là họ hoàn toàn có thể loại bỏ được cái yếu tố số 2 này, họ hoàn toàn loại bỏ được cái yếu tố số 2 này, họ không có nguy cơ hạ glucose máu. Vậy anh có nên kiểm soát HbA1c chặt hơn một chút hay không? Tức là anh không phải là mục tiêu dưới 7% mà có thể xuống một chút nữa, có được hay không? Thì câu trả lời là được nha. Được. ADA quy định đối với một số đối tượng, chẳng hạn như cái thời gian mắc bệnh sớm, họ còn trẻ và chưa mắc các cái biến chứng và họ có nguy cơ kiểm soát được các cái biến chứng liên quan đến hạ đường huyết á, thì chúng ta nên kiểm soát cái glucose máu của họ chặt hơn một chút, đó là dưới 6,5%. Nhưng anh đặt tình huống ngược lại, chẳng hạn như đó là một bệnh nhân lớn tuổi đã bị đái tháo đường khoảng hơn 20 năm và bây giờ họ đã có đầy đủ các cái biến chứng từ biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn, thì chúng ta có nên kiểm soát chặt, tức là dưới 7% hay không? Thì nghiên cứu ACCORD và ADVANCE đã cho thấy nó không, khi mà bệnh nhân đã đái tháo đường ở giai đoạn muộn như thế này rồi, việc kiểm soát chặt thì không có lợi, việc kiểm soát
xoạc đường máu chặt thì không có lợi. Cho nên trong tình huống này, chúng ta không có lý do gì chúng ta phải đưa cái đường máu của bệnh nhân xuống dưới 7% hết, vì nó đâu còn có lợi nữa. Cho nên đối với những cái đối tượng này, chúng ta phải đặt mục tiêu nó cao hơn một chút so với cái mục tiêu 7% ADA đưa ra, đó là dưới 8%. Em hiểu nha. Như vậy con số 7% này là con số chung để mà dễ nhớ. Thì tuy nhiên trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải phải quyết định chúng ta phải cùng với bệnh nhân quyết định cái mức HbA1c mà chúng ta cần kiểm soát cho họ là bao nhiêu. Rồi, đây là cái nguyên văn trong cái tài liệu của ADA và anh đã copy ra đây, và anh sẽ cùng với mẹ em phân tích. Rồi, có ba ý ở đây. Ý thứ nhất, đó, có ba ý. Ý thứ nhất, việc làm giảm HbA1c xuống xấp xỉ 7% hoặc thấp hơn đã được chứng minh có thể làm giảm được các biến chứng mạch máu nhỏ của đái tháo đường, và nếu như được áp dụng sớm sau chẩn đoán đái tháo đường thì nó còn có thể dẫn tới một cái sự giảm cái nguy cơ biến chứng mạch máu lớn. Như vậy là cho nên chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu, đó là chúng ta sẽ xét cái mục tiêu kiểm soát glucose máu của bệnh nhân là HbA1c dưới 7%. Chúng ta sang ý số 2. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể gợi ý một cái mức kiểm soát HbA1c chặt chẽ hơn, chẳng hạn như là dưới 6,5% cho một số đối tượng bệnh nhân cụ thể, nếu như điều này có thể đạt được mà không dẫn đến cái tình trạng hạ glucose máu nặng hoặc cả cái biến chứng khác trong quá trình điều trị nha, giống như anh đã phân tích hồi nãy cho mẹ em. Những cái đối tượng này là những cái đối tượng nào? Những cái đối tượng này là những cái đối tượng short duration of diabetes mới bị hoặc là những cái đối tượng đái tháo đường type 2 ở giai đoạn đầu, họ chỉ mới đang điều trị với thay đổi lối sống và metformin thôi, hoặc là những người có long life expectancy, tức là thời gian sống của họ còn dài và chưa có cả cái biến chứng mạch máu, chưa có cả cái biến chứng tim mạch nào đáng kể cả. Thì đối với những cái đối tượng này chúng ta sẽ đặt mục tiêu cho họ là dưới 6,5%. Chưa? 6,5% đối với 6,5% đối với cái đối tượng số 2 này. Rồi, một cái mức HbA1c ít chặt chẽ hơn, chẳng hạn như là dưới 8%, có thể phù hợp với những cái đối tượng nào? Đối tượng có tiền sử bị hạ glucose máu nặng, đối tượng mà thời gian sống của họ không còn dài, đối tượng đã bị cả cái biến chứng mạch máu lớn và biến chứng mạch máu nhỏ ở mức độ nặng, cả cái đối tượng mà có kèm theo cả cái bệnh lý đi kèm ở mức độ nặng, hoặc là những người mà đã bị đái tháo đường trong thời gian dài và mục tiêu kiểm soát chúng là khó đạt được nha, khó đạt được. Như vậy những cái đối tượng này chúng ta sẽ không phải kiểm soát chặt là dưới 7% mà chúng ta sẽ kiểm soát dưới 8%. Như vậy tóm lại con số 7, anh nhắc lại thêm một lần cuối, con số 7 là con số chung chúng ta có thể linh động đưa xuống dưới 6,5, hoặc là một số trường hợp chúng ta sẽ kiểm soát dưới 8%. Rồi, đây là một cái sơ đồ cũng khá là nổi tiếng, nó giúp cho chúng ta định hướng trong việc kiểm soát cái tình trạng tăng glucose máu của một bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường mà liên quan tới cái HbA1c nha. Chúng ta có cái mục tiêu kiểm soát của chúng ta là HbA1c phải dưới 7, còn more stringent tức là chặt chẽ hơn tức là dưới 6,5, và ít chặt chẽ hơn tức là có thể là dưới 8% nha. Chúng ta sẽ phải định hướng từng đối tượng bệnh nhân để chúng ta sẽ có cái phương án lựa chọn cái mức kiểm soát phù hợp cho từng bệnh nhân. Thì người ta có cả cái thông tin là gồm có thứ nhất là nguy cơ hạ đường huyết và cả cái biến chứng khác liên quan tới điều trị, thứ hai thời gian mắc bệnh của bệnh nhân đã lâu hay là mới mắc, thứ ba là tuổi thọ của bệnh nhân còn sống được nhiều hay không, thứ tư là cả cái bệnh lý quan trọng đi kèm, thứ năm là cả cái biến chứng mạch máu đã được xác định, thứ sáu là thái độ của bệnh nhân, và thứ bảy là cái sự hỗ trợ và cả cái hệ thống hỗ trợ, cả cái nguồn lực và hệ thống hỗ trợ. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết và các cái biến chứng khác của các cả cái tác dụng phụ khác của quá trình điều trị mà thấp, nếu nguy cơ hạ đường huyết thấp thì chúng ta sẽ kiểm soát chặt
dưới 6,5%. Còn nếu như bệnh nhân này là một cái đối tượng có nguy cơ cao bị hạ đường huyết thì chúng ta nên kiểm soát ít chặt chẽ hơn là dưới 8%. Liên quan tới thời gian mắc bệnh, nếu như bệnh nhân mới được chẩn đoán thì chúng ta sẽ kiểm soát chặt là dưới 6,5%. Nếu bệnh nhân đã mắc bệnh này trong một cái thời gian dài thì chúng ta kiểm soát ở một cái mức độ ít chặt chẽ hơn, tức là dưới 8%. Nếu thời gian sống của bệnh nhân còn lâu thì chúng ta kiểm soát dưới 6,5%. Còn nếu như thời gian sống của bệnh nhân không còn lâu nữa thì chúng ta kiểm soát là dưới 8%. Liên quan tới cả cái bệnh lý quan trọng đi kèm, nếu như bệnh nhân chưa có cái bệnh lý nào đi kèm hết, tức là bệnh nhân mới được chẩn đoán và hiện tại là chưa có cái bệnh lý nào đi kèm, thì chúng ta chẳng kiểm soát dưới 6,5%. Còn nếu như bệnh nhân đã đi kèm với cả cái bệnh lý nặng, ví dụ như là suy thận hoặc là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thì chúng ta cũng không có lý do để kiểm soát quá chặt dưới 8%. Hoặc là cả cái biến chứng mạch máu đã được xác định, nếu bệnh nhân chưa có cái biến chứng mạch máu nào, chúng ta sẽ kiểm soát dưới 6,5%. Còn nếu như cả cái bệnh lý mạch máu ở mức độ nặng thì chúng ta không cần phải kiểm soát quá chặt, chúng ta chỉ cần kiểm soát dưới 8% là đủ. Và thái độ của bệnh nhân, là một cái người chăm sóc bản thân rất là tốt, và họ có cái thái độ điều trị rất là tốt, rất là mong muốn trong cái việc tuân thủ liệu trình điều trị, thì chỉ có những cái đối tượng đó chúng ta mới có thể là đưa cái HbA1c của bệnh nhân dưới 6,5%. Và nếu như mà bệnh nhân đó là những cái người mà chăm sóc sức khỏe bản thân không tốt và không có thái độ trong việc điều trị, thì chúng ta sẽ phải đặt mục tiêu khác dưới 8%. Và cả cái nguồn lực hỗ trợ khác, có cái nguồn lực và cả cái hệ thống hỗ trợ, nếu như bệnh nhân có một cái hệ thống hỗ trợ rất là tốt, chẳng hạn như gia đình hoặc là hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, thì chúng ta sẽ đưa xuống dưới 6,5%. Còn nếu như hạn chế cả cái nguồn lực thì chúng ta sẽ đưa xuống dưới 8%. Anh đưa ra hai ví dụ thì nó cũng khá là đơn giản, chẳng hạn như một bệnh nhân nam 49 tuổi kỹ sư mới được chẩn đoán đái tháo đường, thì em hãy thiết lập cái mục tiêu kiểm soát đường máu cho bệnh nhân này. Thì rõ ràng đây là một cái bệnh nhân trẻ tuổi nha, một bệnh nhân rất là trẻ. Bệnh nhân trẻ là một yếu tố thứ nhất. Thứ hai, bệnh nhân có trình độ dân trí cao, và hiện tại bệnh nhân mới được chẩn đoán và tuổi thọ còn dài chứ, thì tất cả các cái tiêu chuẩn này đủ để chúng ta có thể thiết lập một cái mục tiêu điều trị là 6,5%. Và mục tiêu này do ai đưa ra? Mục tiêu này nên do cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đưa ra, chứ không phải là từ bác sĩ một mình. Nếu bệnh nhân họ không đồng ý thì mình cũng không thể được nha. Hoặc một bệnh nhân nữ 78 tuổi chẩn đoán đái tháo đường đã hơn 10 năm, tiền sử bệnh lý mạch vành, tai biến mạch màu não, xét nghiệm microalbumin đều dương tính. Em hãy thiết lập mục tiêu kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân. Thì anh nghĩ trường hợp này chắc chắn mà em sẽ thiết lập mức đường huyết là dưới 8, HbA1c là dưới 8%, tại vì bệnh nhân này thời gian sống nó không còn lâu nữa và đã mắc rất là nhiều các cái biến chứng khác rồi. Thì chúng ta sẽ không cần thiết phải là kiểm soát đường huyết chặt quá, tại vì nó không có lợi nha. Hoặc một trường hợp thứ ba, một bệnh nhân nữ 69 tuổi mới phát hiện thôi, chưa có biến chứng gì, tuy nhiên bệnh nhân ở một mình và không có con cháu gì ở kèm hết. Đây là liên quan tới yếu tố nguồn lực nha, bệnh nhân không có gia đình nha, cho nên bệnh nhân này giả sử như có cái trường hợp hạ đường huyết xảy ra, họ có thể sẽ không xử lý kịp và nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Cho nên trong cái tình huống này chúng ta cần phải cân nhắc giữa việc kiểm soát đường huyết khá chặt là bệnh nhân có thể được lợi cái gì từ việc chúng ta kiểm soát chặt, và cái nguy cơ cao bệnh nhân có thể bị đó là hạ đường huyết và bệnh nhân có thể tử vong. Thì trong trường hợp này chúng ta phải thảo luận rất là kỹ về bệnh nhân. Nếu bệnh nhân là 69 tuổi nhưng là vẫn mong muốn là mình có thể kiểm soát đường huyết tốt thì mình có thể đưa xuống dưới 7. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp này thì anh khuyên bệnh nhân nên đưa cái HbA1c của họ xuống dưới 8%, tại vì cái nguy cơ cao hạ đường huyết có thể gây cho bệnh nhân tử vong bất cứ lúc nào. Như vậy thì tùy bệnh nhân mà chúng ta có cái mức HbA1c của. Như vậy sau khi đã thiết lập cái mục tiêu liên quan tới HbA1c thì chúng ta sẽ phải thiết lập cái mục tiêu về gluco máu trước ăn và sau ăn cho bệnh nhân để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của HbA1c đó. Được chưa?
Và có một cái vấn đề mà anh cần phải nhấn mạnh trong cái mục là HbA1c và mục tiêu đường máu á, đó là mẹ em phải biết đó là cả cái nghiên cứu mà làm nền tảng để chứng minh về cái sự kiểm soát của HbA1c có liên quan tới sự giảm cả cái biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ, là nghiên cứu DCCT và nghiên cứu UKPDS, là người ta nghiên cứu chủ yếu trên HbA1c và glucose máu trước ăn. Em phải nhớ điều đó trước, được chưa? Vậy câu hỏi mà anh đặt ra là gì? Đó là chúng ta có cần thiết phải quan tâm tới glucose máu sau ăn của bệnh nhân hay không? Đó là một cái câu hỏi. Để trả lời câu hỏi này thì anh đưa ra cho mẹ em hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, đó là một bệnh nhân có glucose máu trước ăn dao động từ 6,8 cho tới 7,2. Thì đây là cái tiêu chuẩn phù hợp đúng không? Tại vì tiêu chuẩn glucose máu trước ăn mà ADA đưa ra là 4,4 cho tới 7,3, và HbA1c là 6,8%, là dưới 7%. Như vậy là bệnh nhân này ổn, đúng chưa? Nhưng mà một bệnh nhân thứ hai, đó là một bệnh nhân có glucose máu trước ăn là 6,8 cho tới 7,2 mmol trên lít, nhưng HbA1c của bệnh nhân là 8%, tức là con số của bệnh nhân số 2 này đã trên 7%. Thì em có nhận xét gì về hai bệnh nhân trên? Trước hết anh phân tích bệnh nhân thứ nhất. Bệnh nhân này có glucose máu trước ăn là 6,8 cho tới 7,2 và HbA1c là 6,8%. Thì như anh đã nói, cả cái nghiên cứu làm nền tảng để chúng ta khuyến cáo cái mức HbA1c cho bệnh nhân, đó là cái nghiên cứu DCCT và UKPDF, người ta chỉ dựa vào glucose trước ăn và HbA1c. Nếu như glucose trước ăn ổn và HbA1c ổn, có nghĩa là bệnh nhân này ổn, bệnh nhân ổn, và chúng ta sẽ không cần thiết phải làm bất cứ vấn đề gì nữa. Chúng ta sẽ nói là bệnh nhân kiểm soát cái mức glucose máu rất là tốt. Nói em hiểu chưa? Rồi, nhưng ngược lại đối với bệnh nhân này, đây là một cái bệnh nhân có glucose máu trước ăn là 6,8 cho tới 7,2. Tuy nhiên, HbA1c của bệnh nhân chưa kiểm soát tốt. HbA1c của bệnh nhân chưa kiểm soát tốt. Giả sử như mục tiêu của chúng ta là dưới 7, mục tiêu của chúng ta là dưới 7%, nhưng HbA1c của bệnh nhân là dưới 8, là bằng 8. Vì vậy bệnh nhân này rõ ràng là HbA1c nó không tương đồng với cái mức glucose máu trước ăn của bệnh nhân. Vậy có chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Như vậy chỉ có một cái lý do duy nhất chúng ta giải thích được cái tình trạng HbA1c không tương đồng ở bệnh nhân này, đó là có thể bệnh nhân có tăng glucose máu sau ăn, có tăng glucose máu sau ăn, và đây là đối tượng mà mẹ em cần kiểm soát glucose máu sau ăn, kiểm soát glucose máu, kiểm soát glucose máu sau ăn. Mẹ em hiểu chưa? Như vậy cái đối tượng nào chúng ta cần kiểm soát glucose máu sau ăn? Nếu như bệnh nhân có glucose máu trước ăn, ok, chúng ta sẽ tiếp tục với HbA1c. Thì nếu HbA1c trên 7, chúng ta đây là cái đối tượng mà chúng ta cần kiểm soát glucose sau ăn. Mà em hiểu chưa? Còn nếu như cái HbA1c này đã dưới 7% giống như là chúng ta mong muốn, thì bệnh nhân này không cần phải kiểm tra glucose máu sau ăn. Lý do như anh đã giải thích, đó là chúng ta khi nghiên cứu để đưa ra cái khuyến cáo liên quan tới mức kiểm soát glucose máu của bệnh nhân, người ta chỉ quan tâm tới glucose trước ăn, và HbA1c người ta không quan tâm tới glucose máu sau ăn. Và đây là một cái câu hỏi mà anh được một cái sinh viên hỏi liên quan tới bệnh nhân số 1. Tại vì sinh viên này đọc được một cái tài liệu, người ta nói rằng đó là glucose máu sau ăn có liên quan tới biến chứng mạch máu lớn. Vậy có khả năng nào bệnh nhân số 1 họ có glucose máu trước ăn ổn, HbA1c ổn, nhưng glucose máu sau ăn không ổn? Glucose máu sau ăn không ổn, có khả năng nào không? Thì vẫn có.
Vâng có. Vậy chúng ta có thể có giả sử đây là một bệnh nhân họ cần kiểm soát rất là tốt và họ muốn là chúng ta muốn điều tốt nhất cho bệnh nhân. Vậy chúng ta có cần kiểm soát cái glucose máu sau ăn của bệnh nhân này không? Trong khi glucose máu trước ăn ổn, HbA1c ổn và glucose máu sau ăn không ổn. Như vậy rõ ràng đây là một cái câu hỏi rất là hay. Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này có anh ghi lại hai ý ở đây. Thứ nhất đó là có nghiên cứu cho thấy glucose máu sau ăn có liên quan tới biến chứng mạch máu lớn có hay không? Có. Và thứ hai, giả sử bệnh nhân không kiểm soát được glucose máu sau ăn rồi như vậy như thế nào đây? Rồi, đây là một cái câu hỏi rất là khó và chúng ta sẽ giải thích. Chúng ta sẽ giải thích câu hỏi này. Thứ nhất, mẹ em nhận nhớ cho anh một điều. Hầu hết các nghiên cứu về kết cục là người ta gọi là nghiên cứu outcome, tức là liên quan đến mức kiểm soát một cái thứ gì đó nó liên quan tới một cái kết cục nào đó của bệnh nhân đều sử dụng HbA1c. Và cả cái nghiên cứu này là các nghiên cứu RCT, tức là nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, là cái mức kỳ nghiên cứu mà có cái mức độ tin cậy cao nhất. Và nếu như mà một cái khuyến cáo mà có cái sự hỗ trợ của một cái nghiên cứu RCT, tức là ngẫu nhiên có đối chứng, randomized control trial, thì nghiên cứu đó là cái nghiên cứu có ý giá trị cao nhất trong việc đưa ra một cái khuyến cáo. Và có cái nghiên cứu nào cho thấy là glucose máu sau ăn có liên quan tới biến chứng mạch máu lớn không? Thì anh trả lời là hồi nãy có, nhưng đây là các nghiên cứu dịch tễ học, đây là các nghiên cứu dịch tễ học, người ta thấy có bằng chứng nhưng người ta chưa chứng minh được, người ta có thấy có hiện tượng đó nhưng người ta chưa chứng minh được. Và nghiên cứu dịch tễ học về mức độ tin tưởng nó sẽ không bao giờ bằng cái nghiên cứu RCT hết á. Và thêm vào đó, cả cái nghiên cứu về giải phẫu bệnh của mạch máu nó cho thấy một điều rằng không có sự liên quan giữa những cái biến đổi ở mạch máu với glucose máu sau ăn. Nè, như vậy tóm lại hiện tại ADA nói chưa có bằng chứng cho thấy glucose sau ăn có liên quan tới biến chứng mạch máu lớn. Em hiểu chưa? Rồi, nhưng rõ ràng một điều, nếu như bệnh nhân có glucose máu sau ăn tăng thì chắc chắn cái HbA1c của bệnh nhân là khó kiểm soát. Chứ ở một cái bệnh nhân có glucose trước ăn ổn, chứ ổn. Như vậy chúng ta sẽ đánh giá cái glucose máu sau ăn khi nào? Khi cái này không ổn thì khi đó chúng ta mới quy ngược lại và đánh giá glucose máu sau ăn. Như vậy khuyến cáo của ADA rất rõ, chúng ta chỉ nên làm glucose máu mạch sau ăn đối với những bệnh nhân có glucose máu mạch trước ăn ổn định nhưng HbA1c không ổn định. Chưa? Đó là hai bệnh nhân mà anh đã đưa ra cho mẹ em. Rồi, và đây là anh quay lại cái khuyến cáo hoàn chỉnh ban đầu của ADA anh đã đưa trong cái đầu của cái slide của video này. Đó là cái câu này, chưa? Glucose máu sau ăn sẽ được đặt mục tiêu, tức là chúng ta sẽ kiểm soát glucose máu sau ăn nếu như HbA1c của bệnh nhân không đạt được, mặc dù bệnh nhân đã đạt được cái mức glucose máu trước ăn. Mà em hiểu chưa? Chỉ đạt mục tiêu glucose máu sau ăn nếu như HbA1c không đạt được, mặc dù đã đạt được glucose máu trước ăn. Như vậy, ADA chỉ nhấn mạnh vào việc kiểm soát cái A1C này thôi. Còn những cái dưới này là công cụ để hỗ trợ cho chúng ta đạt được cái A1C. Chứ nếu bệnh nhân đã có cái glucose máu trước ăn ổn và A1C ổn,
Có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm thêm vấn đề gì cả. Nếu cái này ổn, cái này không ổn, có nghĩa là chúng ta phải làm cho cái số 3 này ổn để đưa cái số 1 ổn. Em hiểu không? Rồi, còn và gluco máu sau ăn là gluco máu như thế nào? Gluco máu sau ăn là gluco được làm 1 đến 2 giờ sau khi bắt đầu bữa ăn. Thường là đấy là cái thời điểm mà nó sẽ gluco máu sẽ đạt đỉnh ở những cái bệnh nhân mà bị bệnh đái tháo đường nha, mẹ em hiểu nha. Để kết thúc cái video này thì anh sẽ vẽ cho mẹ em một cái sơ đồ thế nha. Và anh vẽ lại cái sơ đồ hồi này. Thứ nhất anh sẽ đặt mục tiêu gluco máu mạch, tức là HbA1c trước, HbA1c của anh đặt mục tiêu là dưới 7%. Sau đó anh sẽ quy lại là anh sẽ đặt mục tiêu gluco máu mạch trước ăn là gluco máu mạch trước ăn là từ 4,4 cho tới 7,3 mmol trên lít. Sau khi đặt mục tiêu gluco máu mạch trước ăn, anh kiểm tra là HbA1c. Nếu HbA1c dưới 7% thì ok, như vậy bệnh nhân hoàn toàn ổn. Nếu như HbA1c trên 7% thì anh sẽ phải kiểm tra gluco máu mạch sau ăn của bệnh nhân chứ. Nếu như gluco máu mạch sau ăn của bệnh nhân trên 10 mmol trên lít thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải điều chỉnh gluco máu mạch sau ăn. Việc điều chỉnh gluco máu mạch sau ăn như thế nào thì anh sẽ trình bày với mẹ em sau. Ok. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái mục tiêu số 2, đó là hiểu được cái mục tiêu kiểm soát của đái tháo đường theo ADA.